Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Sáng nay không khí tại showroom Bành Văn Chấn với team Minh Phụ Music thật sôi động khi toàn bộ nhân viên chi nhánh đang chuẩn bị một đơn hàng đặc biệt gồm 10 cây organ Cutman K160 sẽ sớm có mặt tại đại lý ở quận 9 nhằm phục vụ cho khách hàng mua sắm nhiều lựa chọn chất lượng. Đây là một đơn hàng lớn và ý nghĩa, đánh dấu một thành công mới trong việc trang bị cơ sở vật chất cho các hoạt động âm nhạc của khách hàng. Các thành viên của Minh Phụng đang làm việc không ngừng nghỉ để kiểm tra chuẩn bị số lượng hàng organ một cách đầy đủ nhất. Lần lượt các kiện K160 sẽ đóng thành 3 thùng với lớp bảo vệ. Cho đàn sẽ là lớp bong bóng siêu dày. Việc quấn bong bóng bảo vệ cho đàn organ trước mỗi chuyến đi xa là một việc vô cùng cần thiết, vì bong bóng sẽ giúp giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra như va đập, chảy xước, từ đó bảo vệ đàn organ khỏi những hư hỏng không đáng có, đồng thời mang đến sự yên tâm cho người vận chuyển. Việc quấn thêm lớp ni lông sau lớp bong bóng bảo vệ là một giải pháp tối ưu để bảo vệ đàn organ. Ni lông có khả năng chống thấm nước và hơi ẩm rất tốt, giúp bảo vệ đàn khỏi bị ẩm mốc, đặc biệt khi Sài Gòn dạo này hay mưa nhiều. Đàn organ Cutman K160 mang đến chất lượng âm thanh ổn định, hoàn hảo, phù hợp cho các bé mới tập chơi đàn. Vì sở hữu thiết kế nhỏ gọn, có khối lượng chỉ 3,8 kg, có thể sử dụng pin, không cần kết nối nguồn điện để được nhiều cây trong nhà hoặc lớp nhạc. Bản nâng cấp của Cutman K150 này trang bị 61 phim LED đầy ấn tượng, bắt mắt, đem lại sự mới mẻ. Bên trong là cảm ứng lực nhấn, đặc biệt hơn là tính năng Bluetooth, audio và MIDI chỉ có trên những sản phẩm cao cấp, cùng thư viện đa dạng 80 bài hát demo, 300 tiếng nhạc cụ và 300 điệu đa dạng phong phú. Việc cứ thế tiếp tục, lần lượt K160 sẽ xếp thành các hàng và đội sẽ đóng gói thành các kiện riêng từ 2 đến 3 cây. Vì số lượng đơn hôm nay nhiều nên team phải tăng tốc đóng gói để bàn giao những cái đàn chất lượng nhất đến khách hàng thân yêu. Và đây là Cutman B215, cây piano được các bạn rất yêu thích trong thời gian qua và luôn đi đơn đều hàng ngày tại các showroom của tụi mình, đang được đóng gói cùng với chân đàn rất chu đáo như K160. Vì model này mình bàn giao rất nhiều nên các bạn hãy vào kênh YouTube Minh Phụ Music và tìm hiểu nhé. Toàn bộ đàn đến đại lý đã được đóng gói hoàn chỉnh, sẽ bao gồm organ K160 và piano B215 cùng phụ kiện sẽ được quấn chung với nhau. Ngoài ra anh em sẽ thấy những đơn hàng lẻ khác được đi luôn trong hôm nay, gồm organ K300S, bao đàn, chân đàn, các bộ ghế piano. Qua đó các bạn sẽ thấy được sự uy tín và chuyên nghiệp mà Minh Phụ Music nỗ lực hàng ngày đem đến người tiêu dùng. Và bây giờ nhạc cụ sẽ theo chân các bạn nhân viên lên xe, rằng hàng cẩn thận và bắt đầu xuất phát. Vậy là buổi lên đường K160 và các đơn hàng trong ngày của Minh Phụ Music đã hoàn tất. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.